Xin chào các bạn, hiện tại Huy đang có mặt tại Bình Dương và ngày hôm nay Huy sẽ qua nhà một người rất là chơi xe nổi tiếng, anh Trường Giang. Trường Giang trong xe buýt chứ không phải Trường Giang trong showbiz nha anh em. Nhà rất rộng luôn. Ổng nói nay mùng 2, ổng vợ con đi chúc Tết hết rồi, nên là kêu Huy qua chơi. Rồi cái chuông. Rồi, tiêu bà chuông hư rồi, cái gì vậy? Giang ơi! Rồi, bữa anh có ở nhà. Đang làm gì đó anh? Đang làm việc. Đang làm việc hả? Rồi chào anh, năm mới vui vẻ nha. Ok em. Wow, mới vô rồi thấy con Mazda 2 rồi. Ủa con này độ cũng nhiều quá anh ha. Anh mê xe độ mà. Mê xe độ. Ủa cái con này là chỉ là làm body ở ngoài thôi, nó có làm máy gì bên trong không anh? Thì nó có map rồi nọ thôi chứ không có gì. Nói chung cũng sơ sơ thôi. Tiền đồ trên con này khoảng nhiêu anh? Không nhớ lắm giờ. Không nhớ lắm đâu. Yeah. Phải em bốn bánh là em quay luôn con xe độ này rồi, chiếc này rồi. Em hai bánh nên thôi em tiếp tục công việc của em. Chỉ mấy đứa nhỏ đi hết ha anh. Wow, vô cái nhà là toàn xe không vậy trời. Được cái nhà xe không anh? Tổng cộng anh nhà hiện tại đang bao nhiêu con anh? Giờ là 7 con. 7 con. Con này là hai máy 500 ha. CB 500 m. 500. Ừ. Wow, chiếc tiểu R1 nè. 155. Này con Sigurd nữa. Quá trời luôn. Hồi trước nhà nó còn hoành tráng nữa kìa. Ủa con này là 125 xăng cơ phải không anh? Đúng rồi em. Con này 125 xăng cơ. Anh lên một gấp. Lên gấp luôn rồi. Lên một gấp đi đường chơi với lại đi máy lớn. Dạ. Với cậu nổi. Dạ. Xe này thì cũng chưng luôn mà. Cũng hết nó đi lắm. Em thấy trong cái dàn xe nãy giờ hiện tại thì cặp này là đặc biệt nhất ha. Cặp này là niềm đam mê của anh. Niềm đam mê của anh. Đó là tình yêu của anh á. Bây giờ là không có là không phải là chịu nổi á. Này là Novadad hả? Novadad. Em thấy mọi người gọi nó là gì? Đứa con của gió hả? Đứa con của gió. Mà không biết là cái tin đồn, cái lời đồn nói là nếu mà bây giờ nó với một chiếc mà phân khối lớn mà tầm khoảng 300 mà ra chạy là nó giết 300 luôn đúng không? Đúng rồi. Nếu đề 3 thì nó có thể ăn, nhưng mà nếu hậu thì chắc không ăn được rồi. Dạ. Nhưng mà đề 3 thì nó có thể ăn khỏe. Tại vì xét nhỏ với lại cái máy nó rất là lẹ. Em thấy cùng cái tên đó anh mà tại sao mà nó kiểu dáng nó khác nhau ha? Đời trước đời sau hả? Cái này là đời cao. Đời cao là từ 98 trở lên. Còn cái này là từ 97 trở xuống. Cái này là từ 97 trở xuống. Còn cái này là từ 98 trở lên. Vậy nếu nói về giá trị thì con nào nó có giá hơn? Giá trị hơn. Con kia giá trị hơn. Nếu mà con kia bây giờ một cái giấy tờ mà ok sang tên chính chủ này nữa thì con nó khoảng nhiêu anh? Tầm khoảng trăm mấy triệu. Trăm mấy chục triệu. Còn con này anh? Con này nó khoảng chừng 80-90. 80-90. 80-90 tới 100 mấy. Dạ. Ủa lúc mình mua về anh là cái bộ áo nó là nó cũng màu đỏ như vậy hay là mình có làm lại gì nó không? Về thì áo này thì có hai loại. Còn dạ. Áo này thì có hai loại, áo đó cũng hai loại luôn. Hai chiếc này đều hai áo lại hết. Hai áo riêng chính hãng. Hai áo riêng chính hãng. Có cái này thì cũng sao này anh không mua được áo riêng nữa, anh phải mua áo hàng Thái. Ủa anh mà cái áo của nó mình kiếm khó không? Khó, rất khó. Thường thường là từ đâu về anh? Thường hàng Thái về nhưng mà hiếm lắm, hàng hiếm lắm. Giờ là toàn hàng tồn không à. Chứ không có còn dạ. Hàng mới. Hàng mới thì nó là hàng Thái y như cái này nè. Nhìn nó hay vậy chứ nó không có đẹp, nó không có liền lạc. Dạ. Nhìn nó góc cạnh nó không có liền lạc. Đâu đi vô sâu chi tiết nhìn nó không có sát với lại cái đồ ngủ. Nhìn nó không bằng. Dạ. Ủa mà cái bộ đồ ngủ cũ của anh. Nhưng mà tại bộ ngủ cũ thì nó đã bị gãy bát hết rồi cho nên hai cái mới cho nó đẹp. Vậy là ngoài cái việc mà kiếm khó về cái phía ngoài vàng áo này nọ gì, thí dụ phụ tùng nó máy móc bên trong á anh. Phụ tùng với máy móc bên trong á thì nói chung là đơn giản hơn chút xíu. Tại vì dạ. Bây giờ có nhiều người bạn order được, có thể mua được. Giá thì nó cũng mềm hơn ngày xưa anh chơi. Xưa anh chơi thì mỗi món đều phải mua một lần, phải mua hai món. Dạ. Để mà để hai mua tới hai ba món, có khi chia lại với bạn bè, có khi là mình cần thì mình xài liền. Ví dụ âm gia tay, hồi đó mua dây âm gia tay, dạ. Phải mua hai bộ. Dạ. Mua hai ba bộ vậy để vậy có gì mình chia lại với bạn bè hoặc là mình có thể mình thay luôn cũng được. Dạ. Tại vì mấy cái đó mua nhiều lúc mua không có. Hàng đó hàng toàn hàng ship bệnh về không có hàng sẵn đâu. Dạ. Ừ. Thì ngày hôm nay trước thì em đến đây là thăm anh, thứ hai là kiếm tiền lì xì, thứ ba em cũng đang quan tâm, hay là anh em đang coi clip chắc chắn cũng đang quan tâm cặp này lắm, thấy rất nhiều món đồ chơi giá trị luôn. Thì bây giờ cũng mong là anh sẽ chia sẻ cho những bạn đang xem biết là trên những xe này thì gắn những cái món gì ha, để cho mọi người cùng biết. Thì bây giờ hai chiếc na ná nhau, giờ mình nói chiếc này trước đi anh ha.
Chiếc này thì là chiếc đề hấp, chiếc này là đầu tiên là của người em trai ở dưới Kiên Giang, dạ, chia lại cho anh. Mà dạ, anh mến, mình quý mến tình cảm nên anh giữ lại cái biển số luôn, anh không có bán, anh không có đổi biển số. Rồi biển số anh em 00200. Ừ, nó là tình cảm nha anh. Tình cảm. Không muốn đổi biển số đó, không muốn để hoài. Đẹp quá ha. Ừ. 68 là Kiên Giang ha. 68 Kiên Giang. Hồi xưa mua về thì nó cũng màu đỏ, nó dạ, cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó màu đỏ trắng chứ không phải là màu đỏ đen như vậy. Thì anh mới đổi là vàng áo sao. Dạ. Ừ. Vậy cái chi phí vàng áo nếu mà bây giờ mình úp lên hết vậy là khoảng bao nhiêu tiền anh? Nó rẻ. Cái rẻ hàng hả? Thì rẻ, cái hàng Thái thì nó rẻ. Hàng dạ, Thái nó có 3-4 triệu thôi. Dạ. Còn cái nếu mà hàng đúng là hoàng là của nó phải từ 5-6 triệu một bộ vàng áo đời thấp này. Đời cao nó phải 10-mấy triệu mà không có, giờ cũng không có hàng luôn. Kiếm hiếm lắm. Em thấy hai chiếc xe á đều sử dụng cái cùm có cái logo Rambo nè. Ừ. Mà cái cùm này phải là của tháo phần khối lớn mà. Đúng rồi, xe phần khối lớn. Này xe dạ, phần khối lớn của mấy cái mô tô á. Dạ. Tháo ra thì họ vô đồ chơi, họ vô những cái hãng đồ chơi thì họ bán lại cho mình. Dạ. Mình mua về mình làm lại. Là mình phải đi một cái bản lề sau đó mình mới gắn được cái tay này. Rồi. Dạ. Cái này do bên Bo Kim làm. Dạ. Bo Kim làm hồi xưa tới giờ làm cho anh tới nay cũng được, xài cũng được 10-mấy năm rồi đó. Cái bình dầu này nó bự quá anh. Dầu giá này bình khoảng nhiêu anh? Bình này hả? Bình này thì nó khoảng tầm khoảng mấy trăm tới 1 triệu á. Mà à, giờ thì lâu quá anh cũng không nhớ. Mà mua tới giờ chắc giờ nó hiếm ha. Hồi đó hình như là mọi người hay nói là quả trứng. Ừ. Riêng mà quả trứng. Không, quả trứng nhỏ hơn nữa. Trứng nhỏ hơn nữa ha. Ừ, cái này nó bự hơn. Dạ. Này chắc trứng ngỏng rồi, nó bự. Ừ, hơn. Ổn tay, tay thì RC2. Dạ, em thấy C2 nó đồng bộ nhau luôn nè. Ừ, cặp luôn. Giống rồi. Là mua một cặp đồng bộ. Dạ. Ừ. Thì cái tay này không có chống gãy nhưng mà nó có cái nấc tăng chỉnh anh ha. Ừ. Còn cái này là trợ lực trung tâm á anh? Đây là trung tâm này là của Thái, hàng Thái. Rồi cái này hàng này hàng tháo xe của mô tô quá lớn luôn. Vậy hả? Gần BR, hồi xưa mua lại của hiện TBT. Thời lúc đó mua khoảng nhiêu anh? Nó mua khoảng 6 triệu, 5-6 triệu. 5-6 triệu hả? Ừ. Cái này nó không biết là cái nó có giống như trợ lực cổ của mình không ta? Nó giống như trợ lực cổ nhưng mà nó chạy rất sướng, có nghĩa là em sẽ không bị vướng vách gì hết. Nó dạ, nhìn nó gọn gàng hơn trên cái xe, nhìn rất thẩm mỹ. Khi mà em gắn một cái trợ lực cổ thì dạ, nó nhìn nó hai cái bên hông vậy nó sẽ dài ra, nhìn cái xe mình nó sẽ bị thô đi cái phần ghi đông thì như dạ, vậy thì nó không có thô ghi đông, nhìn nó rất là gọn. Cái ở giữa là cái núm chỉnh y chang như cái mấy cái núm của trợ lực cổ phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Nó là hai cái núm trợ lực cổ á. Em thấy cái tiền làm bát này chắc cũng bộn à. Cái bát thì nó tương đối đơn giản hơn là cái tụi kia. Dạ anh. Dạ. Đơn giản hơn là cái tụi làm bát của cái cây. Ủa cái này là cái cùm cũng là domino, domino dẹp rồi đúng hết. Không? Dạ. Cùm domino hết, cùm domino bên đây cũng cùm domino. Mà lý do là mà tại vì mình muốn lên cho nó đẹp hay là do mấy cái cùm của mấy hợp xe lý này hơn. Hợp lý hơn hợp ha. Lý hơn tại dạ, vì nó rất cần cái độ thẩm mỹ, ví dụ à, mình đã dọn cái xe đó tới cái mức độ đó thì bắt buộc là mình phải cho nó thẩm mỹ toàn bộ từng con dạ, ốc, từng cái chỗ, từng điểm nhỏ trên cái xe nó mới làm cho cái xe đẹp hơn được. Nhìn nó mới sắc sảo được, chứ nếu mà mình còn dư dư, nếu mà mình không bất đủ thì mình sẽ nhìn nó xấu lắm. Dạ. Nó thiếu nhiều thứ lắm. Ở bên này thì đi cái GPR này. Ừ. Còn trên chiếc này thì đi trợ lực trung tâm Scott. Ừ. Ha. Scott là của em thấy của Ô Liền luôn anh. Ô Liền. Giá của nó cỡ cỡ nhau không anh? Cái đó thì mắc hơn tí. Dạ. Bên này thì đi một cặp cũng CRR luôn. Ừ. Nhưng mà bên này thì được cái là Huy thấy Huy rất thích luôn cái trang bị CRR GB. Thì cái cùm này theo Huy nắm giá hiện tại thì nó cũng, nếu mà chúng ta đập hộp luôn, chúng giá cũng khoảng 8 triệu á. Và được cái là tăng chỉnh côn thì sẽ trực tiếp trên này luôn nè. Rất là thao tác, rất là nhanh gọn luôn. Đây, cái núm tăng chỉnh côn nè. Và cũng bình dầu y chang luôn ha, xanh vàng. Ừ. Nói chung dọn giống giống nhau. Còn cái cục này anh, cái cục MHD. Cái MHD này là làm cho nó độ đánh lửa nhanh hơn. Đánh lửa dạ, nhanh hơn. Cái xe mình nó sẽ ra lẹ hơn. Ở dưới hàng thì cái MHD này rất là tốt. Dạ. Rất là, coi như là nó điều khiển cái xe rất là tốt. Nó làm cho cái lửa mình đánh tốt hơn nhiều lắm. Cái này là của Mỹ phải không anh? Ừ. Cái thương hiệu Mỹ. Giá nó khoảng nhiêu anh? Nếu mà cục... à, bữa hổm mua một cặp vậy là 5 triệu. Như là 5, 6 triệu gì đó, 6 triệu. 6 triệu 6 là... 6 triệu 2 cái. 6 triệu là 2 cái luôn. Cái này là do anh mua lại còn có giá tốt thôi ha, chứ mua mới là nó còn mắc hơn. Hàng mới không á? Ủa hàng mới luôn á hả? Mới nhưng mà bạn anh order giùm. Bạn dạ, đi chơi thì order về giùm. Bởi vì em thấy giá nó ấy, còn nếu dạ, mà mua là 3 triệu mấy một cái. Nhưng 3 triệu mấy là 4 triệu một cái. Em thấy cả hai đều thay thế cái két nước luôn á. Cái két nước thì rất là quan trọng. Tại vì á, cái thứ nhất là khi mà mình
rửa xe thì cái người thợ rửa xe họ sẽ không quý cái nước mình, họ hay xịt thẳng vô cái nước mình. Yeah. Thì cái nước nó dễ bị mớp làm cho cái thẩm mỹ của xe bị xấu đi, nên anh muốn thay cái nước này để cho nó đẹp hơn, nó đẹp. Yeah. Hơn và cái hai nữa nó bền hơn, có thể xịt thoải mái mà nó không bị mớp. Ôi, cái két này là tốt hơn. Cái két này là xịt thoải mái luôn á anh. Ừ, xịt thoải mái mà nó không bị mớp, tại vì cái lằn nó chất lượng hơn. À, ở ngoài nó cũng bằng nhôm và nó đẹp quá ha. Nhôm mà nó chất lượng hơn nhiều, nó dễ diệt tốt hơn, với lại nó dễ diệt rất tốt. Mà không biết là cái lớn á, cái két, cái diện tích của cái két zin á so với két này là nó lớn hơn không hay là nhỏ hơn ta? Nó hả, cái két zin với két này nó 9-10. 9-10 nhau luôn. 9-10 với nhau. Diện tích thì nó bằng nhau, gần bằng nhau á. Dạ. Ủa còn cái niền em thấy cái bánh á, ủa xe zin của nó là bánh căm luôn đúng không anh? Bánh căm luôn, nhưng mà niền nó là niền chắc. Dạ. Còn mình là mình xài niền nhôm. Cái này là niền nhôm. Này là niền epoxy. Nó là niền nhôm. Dạ. Nhà em nó mua giùm về mình ráp. Cái lớp carbon này là mình sơn á ha anh? Cái này không có, cái này là sẵn luôn. Sẵn luôn á anh? Nó làm nguyên full bộ vậy đó. À. Nó bán cho mình nguyên bộ vậy đó. Dạ. Là full luôn là một cái niền. Rồi căm là căm Noah. Dạ. Căm Noah. Rồi đâm là đâm này là đâm RS. Quay RS. Quay RS. Ừ. Dạ. Nhìn nó lạ lão quá ha. Dĩa này là dĩa X1R. X1R thì nó nói chung là nó cũng là một cái hương hiệu thường thôi. Dạ. Nhưng mà mình phối với lại cái lòng đĩa của người em anh, nó làm Lemsvor làm. Dạ. Có nghĩa là nó làm để những cái mà nó làm là riêng, cái ý tưởng riêng của nó, cho nên nó khác với lại với người ta, đẹp hơn. Rồi làm cho nổi bật bằng mấy ốc Titan GR5 hả? Đúng rồi. Dạ. Em thấy xịn nhất thì chắc là con heo ở đây rồi. Heo thì nó một cặp, mỗi xe là một cặp. Mỗi xe một cặp, nó anh là hai xe, mỗi xe một cặp. Dạ. À, cái này là Hybrid, Rambo CC Hybrid. Là coi như hai chiếc xe này, phanh trước sau đều là billet Hybrid hết. Billet Hybrid hết, xài billet Hybrid hết. Tính sơ sơ thôi, nếu mà tiền chạy bát luôn, tiền giá trị con heo thì hai chiếc xe này cũng ốn khoảng 50 triệu. 50 triệu là luôn tiền bát rồi tiền dây dầu nữa, tất cả đều dây heo hết phải không anh? Ừ. Dạ. Nhìn gọn gàng quá ha. Bát dây dầu cũng hứa hết. Dạ. Nhiều hứa lắm. Này cái xe này nó còn một cái điểm rất là đặc biệt nữa, đó là cái nắp lầm, nắp. Dạ. Đầu. Dạ. Cái nắp đầu nó là nắp đầu CNC của thằng em đó, là của thằng Thái CNC đó là. Dạ. À, rất là đẹp. Còn cái này là cái rin, cái lắp màu rin mà đem bóp lại carbon lại, cũng ở Bình Dương làm luôn. Dạ. Ừ. Đẹp ha. Bên kia cũng y chang luôn. Bên kia cũng y chang vậy. Thì bên đây sao? Thì bên kia đây thì nó tương ứng y vậy. Dạ. Ừ. Em thấy bên kia nhìn nó nổi hơn bên này ha. Con này giống như anh dọn nó đen nhiều nên nhìn nó chìm chìm á. Ừ. Dạ. Thì mỗi con nó phải một phong cách chứ, hai con giống nhau thì nó cũng chén. Dạ. Ừ. Cái sườn á anh, lúc mà em thấy nó còn ken quá trời luôn, mình mua về mình có làm lại không ta? Có sơn lại nọ không? Cái sườn mới hay, cái sườn này không có sườn anh sơn lại hết. Vậy hả? Sườn còn nguyên hết luôn. Zin của nó mà còn nguyên hết luôn á, chưa có sơn lại. Tính ra còn đẹp quá trời đẹp. Ừ. Luôn á. Còn cái tem Thái luôn nè. Ừ. Dạ. Còn cái cây bô anh? Cây bô này là hồi xưa mua ở ngoài Đại Hoàng Gia. Hồi xưa là mua cái lúc lon thì ở Đại Hoàng Gia hai cái. Một cái là của cái R9. Dạ. Mà hàng đó là hàng không bán ở Việt Nam, hàng đặc biệt. Wow. Bản đặc biệt, bản not for sale, không bán ở Việt Nam, này là hàng quà tặng. Còn cái bản này, cái này là cái hàng cũng là một trong những bản đặc biệt, giới hạn luôn. Dạ. Nó của người bạn ở Đại Quân Gia chia lại. Ủa anh, cái lon R9 mà anh nói đặc biệt, nó không bán Việt Nam, cái lon đó nếu mà bây giờ giá trị nó khoảng nhiêu? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà giờ thì nó nằm trên xe anh là chắc không có bán nữa. Chắc là không bán rồi. Dạ. Thì không biết được giá nhiêu. Còn cái này là cái bụng bôn. Là của người em chơi trong cái hội hay thầy. Dạ. À, làm theo cái form xe, làm theo đúng cái form xe Nova để mà ráp vô, giờ chỉ ráp thôi chứ không có canh chỉnh, không có làm gì hết. Nó là titan ha. Nó là titan, nó là bụng mô titan, hai cái bụng mô hết, hai bụng mô titan hết. Hai cái bụng này làm khoảng nhiêu anh? Hai cái bụng này nó khoảng 10 á. 10 triệu. Một cặp á. Dạ. Phía sau cũng là đĩa X1R luôn anh ha. Đĩa X1R luôn. Để rin á. Để rin nó nói chung là cái này nó xài chung size với lại hàng Sonic. Chung size Sonic. Chung size Sonic á. Dạ.
cái khác biệt là cái đầu rồi cái phía sau cái đèn hậu cũng khác không ha? Bên này nhìn nó dễ thương hơn, nhìn khác nhiều lắm. Dạ. Nó trước và sau nó khác nhau nhiều lắm, với lại cái tổng thể chiều dài nó cũng khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói về sức mạnh thì hai con như nhau, ngang nhau luôn. Với lại anh làm thì nó cùng chung một cái kiểu như nhau hết, nó không có khác. Đó hồi nãy như Huy nói với anh em là cái con này nhìn nó sáng sủa hơn, thì bởi vì những cái tông màu phối này đa số đều là màu bạc hết nè. Tay thắng này nọ rồi niền, thấy không, niền nhôm cũng màu đó. Niền Excel. Ủa Excel rim là nó mắc hơn đúng không anh? Excel rim là một cặp gì là 10 triệu, 9 triệu. 9 triệu một cặp? 9 triệu một cặp. Excel rim là nó ở Nhật phải không anh? Ừ, hàng Nhật. Hàng Nhật. Ừ. Excel của Asia là nó có một loại nữa là Excel xanh. Dạ. Là nó hàng Asia, nên nó rẻ hơn. Cái này nó khác biệt với lại những cái khác, nó khác biệt rất là rõ ràng. Không cần phải nói nhiều, cái này nó hai van vòi. À. Phía trước nó hai van vòi. Hai van vòi luôn. Ừ, hai van vòi luôn. Ủa ví dụ mình gắn hai van vẫn được phải không anh? Gắn hai van vẫn được, nhưng mà đâu có cái ruột nào đâu gắn hai van. Ví dụ mình làm giả thì được, nhưng mà nó không có đẹp. Ngộ ha. Và em thấy cây sao cả hai đều chơi phục. Nichon. Nichon. Đó là một cặp phục Nichon. Cặp khoảng nhiêu anh? Một cây của nó là 20 mấy triệu. Cây 20 mấy triệu. Nhưng mà em không biết là cái chiếc xe này á, nó cũng lâu quá rồi. Rồi khi mà mình mua cây phục Nichon này nè, là mình có cần phải đặt riêng để làm cho nó không, hay là có bán sẵn luôn? Nói chung là mình xài lại của hàng Sonic với lại Raider. Với Sonic với lại hàng Winner. Dạ. Nó xài chung với lại xài chung. Nhưng mà mình phải mod cái chân lại. Mod dạ. Cái chân cho nó cao lên. Dạ. Này này, mod cái chân cho nó cao lên. Cao lên chút xíu. Ồ. Tại vì nó hơi thấp, phải mod cái chân lên lại cao lên. Dạ. Bên đây thì cũng phải mod cái chân lại cao lên chút xíu. Thì nó mới không có cái hấp cái xe. Nếu không cái đít nó chuối nhìn cái đầu. Nhìn đúng đã luôn á trời, cặp phục. Nãy giờ em coi xung quanh thì có nhiêu đó, không biết là em có bỏ lỡ cái chi tiết nào mà nó thú vị trên chiếc xe này không ta? Nói chung là nó cũng có rất là nhiều chi tiết hay, nhưng mà tạm thời em hỏi cũng hết rồi đó. Nhưng vậy mà hả? Nói chung là những cái chống nghiêng của nó là đều là titan hết. Nó có cái bàn chân hả? Nó là có là đều bằng titan hết. Để nguyên cái bàn chân luôn nè, cái kiểu này nè. Đó. Bên đây cũng là cái dây chống nghiêng, cũng là titan hết. Dạ. Hai bên như nhau hơn ha. Anh hết giọng là nó giống nhau, có nghĩa là nó phải tương đối giống nhau chứ nó không khác nhau nhiều lắm. Thì không biết là anh có thường chạy chiếc này không ta? Chạy nói chung là về sau thì anh thích chạy lắm, tại vì dạ. Giờ anh lu bu công việc nên dạ. Về nhà chỉ ngắm thôi chứ chạy thì không có nhiều. Ngắm thì nhiều hơn. Không biết có tiện anh có thể nổ máy cho mọi người xem được. Anh ấy lâu quá không chạy gì nổ máy lên không anh? Lên hả? A few minutes later. Mình có sử dụng khói thơm như xì bo không ta? Có hả? Mùng 2 đốt pháo nha anh em. Nếu mà nói về cái âm thanh của hai lon này á anh, lon nào nghe nó hay hơn? Nghe hay hơn, tại vì nó ngắn hơn. À. Nó nhanh hơn, còn dạ. Khói này là nó tự nhiên của hai thì mà, đúng rồi. Nhiều người không biết gì, anh em không biết, có nghĩ là xe hở bạc không à. Cái chỗ mà mình để nhớt thơm á anh,
là nó riêng hay là nó pha chung với nhớt luôn? Đó, tôi hỏi này là tôi biết. Dạ. Đây là bình nhớt thơm của nó. À, đây là bình nhớt thơm. Ừ, là mình đổ đây. Dạ. Xăng này đây, nhớt đây. Dạ. Tự pha vô nó tự pha. Mà cái việc đổ thôi, còn lại là nó tự pha hết. Ờ, nó có cái này không có tự pha hết. Mấy cái tay em này tem viên của nó không á? Mấy tem viên á. Mấy order cực lắm mới cho. Dạ. Ờ, nó không biết, xe này không biết công ty nào đó. Dạ. Công nhận đã thiệt. Coi như là nếu mà giá trị của hai chiếc này á anh, là tầm khoảng 200. Là chưa tính đồ chơi gì á anh em, 200 là cái xác xe không đó nha. Đây bên này cũng y chang luôn. Ha, tuy là nó hai đời, nó có sự chênh lệch nhưng mà cái vị trí vẫn y chang. Cứ đổ nhớt thơm vào thì nó tự trộn với anh, nó tự trộn hả anh? Đúng rồi, tự dạ. Pha. Tự pha lại nhau. Ừ. Cái dung tích bình xăng nó lớn mình. Dung tích bình xăng thì nó cũng không lớn lắm, nói chung là chạy tạm được thôi. Chạy đủ để chạy thôi chứ nếu mà gọi là để đi tu thì nó phải đủ hoài luôn. Dạ. Mấy cái này giờ máy lớn cho nên nó hao lắm. Dạ. Ừ. Nó không còn máy rin nữa. Nãy giờ anh em mình cũng tâm sự rồi nhiều rồi, em cũng chưa biết anh Giang năm nay nhiêu tuổi ta? Năm nay là 42 tuổi. Rồi có bao giờ mà mình thử mình chạy hai cái con này mà tốc độ tối đa nó được bao nhiêu cho anh? Nếu mà tầm khoảng 101-102 thì bình thường, cái mấy xe này là 101-102 là bình thường rồi. Còn nếu mà trên cao hơn nữa thì anh chưa có tới rồi, 101-102 thì vậy. Dạ. Tại vì nói chung là xe gia cố rất là kỹ, toàn bộ những cái chi tiết trảnh từ cái lắc nhắc. Và những cái nhỏ nhặt nhất trên trảnh nên anh rất là tự tin khi mà anh cầm lái với cái xe này. Dạ. Nhưng mà nếu mà gọi là tốc độ cao hơn nữa thì mình không cho phép được. Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Giang nhiều ha. Rồi. Thì anh em sẽ thấy là ngoài hai chiếc hay thì Novadash này thì anh Giang còn sở hữu rất nhiều dòng xe độ nữa. Và nếu anh em muốn ở clip, ở tập tiếp theo, chiếc nào xuất hiện trên hai bánh thì anh em cứ để lại một comment ở phía bên dưới. Và năm mới thì hôm nay cũng mùng 2 Tết rồi thì Huy cũng với anh Giang cũng chúc anh em là có những cái ngày, có những cái phút giây thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình trong dịp Tết này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.